Rồi đêm vắng thì ở nhà làm gì mọi người ơi? Tối nay là cho em rùa đi giải ngố. Hôm nay là trời khá là nóng, đêm nay khá là nóng. Mình đưa em rùa đi dạo. Đấy, mọi người cùng theo chân hai anh em mình nhá. Đây là em rùa hộp trán vàng. Đi trên xe Vision. Đấy. Này gọi là từ nhà quê đi ra thành thị ấy. Đêm là rất nhiều cái hay. Đấy, được đi dạo là cu cậu rất là thích này. Mai đang nứt, lại lớn thêm rồi. Em rùa này mình nuôi là đến giờ là chắc cũng đẩy được 6 lạng rồi. Đây là mới cho ra chỗ Vincom và có một vài gọi là vị khách hiếu kỳ là chạy ra xem và chụp ảnh đây. Vincom Bà Triệu. Đấy, cho anh xin cái ảnh nào. Gọi là 11 rưỡi 12 giờ đêm rồi mà thanh niên thiếu nhi vẫn đi chơi. Để em cứ nghịch đi, không cắn đâu. Rùa này là rùa thuần rồi đấy. Đấy, thanh niên chụp ảnh. Thanh niên gọi là chụp ảnh xong rồi bắt đầu lên mạng check thông tin của con rùa. Đây là bình thường là rùa này khá là nhát. Nhưng ở đây là các em mình nuôi khá là thân thiện rồi. Và đây cũng là lần có thể khá là đặc biệt là đưa các em đi ra ngoài trời để chơi, đưa đi chơi như thế này đấy. Mà như kiểu là bình thường là toàn quanh quẩn mấy ruồng, chuồng, cây cối quanh quanh nhà. Đấy, bọn em cứ ngồi chơi chụp ảnh thoải mái. Miễn là đừng nhầm lúc anh đang quay phim để thó mất con rùa chạy mất là được. Đấy, thanh niên lớn đang loanh quanh để tìm góc chụp. Rồi cái này gọi là sau cuộc vui là anh em ta lại đi về. Đường phố rất là vắng. Thỉnh thoảng có vài ba cái xe máy đi lại thôi. Đấy. Bình thường mà ai không biết là tưởng nhặt được rùa đi lạc. Nào thôi đi về nào. Rồi lại tèn 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 lại xe ta băng băng chi trên dặm đường. Đấy mọi người nhìn đấy. Đường nước mai là thành một vòng chỗ trên mai kìa. Từng cái ô mai nứt. Đấy. Ôi giời. Bây giờ mình đi xuống hầm Kim Liên nhá. Rất là nguy hiểm nên là thôi không quay cảnh đi nữa. Quay em rùa. Yêu yêu. Mọi người nhớ đăng ký kênh YouTube Phạm Hà Linh nhá. Rồi. Bây giờ lên đầu này hầm rồi. Giờ mày quay lên là. Đấy.